Xin chào tất cả các bạn, nay anh sẽ training cho tất cả chúng ta hiểu về cái làn da và hiểu về cách chăm sóc da sau điều trị để tránh cái tình trạng chúng ta bị mụn lại nhé. Chúng ta lại bị tái mụn lại bởi vì nguyên tắc khi mà bị mụn nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do lắm trong người. Thứ hai, nguyên nhân của các bạn là tức là chúng ta có nhiều bạn là sử dụng quá nhiều thuốc tây, và khi uống quá nhiều thuốc tây thì mụn cũng bị nổi lên mặt. Rồi trường hợp là lỗ chân lông của chúng ta, tức là chúng ta để da mặt quá bẩn và lỗ chân lông bị dính khuẩn nhiều quá thì cũng sẽ gây ra cái tình trạng mụn. Và nguyên nhân thứ tư nữa đó chính là chúng ta bôi tùm lum kem hết ha. Các bạn bôi kem trộn lên hàng ngày á, chúng ta khi mà chúng ta bôi kem thực tế chúng ta nghĩ là sẽ tốt cho cái làn da của các bạn đúng không, nhưng mà thật ra các bạn đang hại và các bạn không có thương bản thân mình gì hết trơn á. Các bạn chỉ muốn cái ánh mắt nhìn phía bên ngoài đối với bạn thôi, tức là bạn chỉ muốn là cái bạn tìm cái hạnh phúc phía bên ngoài của bạn thôi, tức là hạnh phúc là người ta nhìn bạn, người ta khen bạn, ui làn da của bạn xinh quá, sao bạn trắng quá, bạn đẹp quá, thì các bạn hạnh phúc thôi. Chứ thực tế là các bạn không hề yêu thương bản thân cơ thể của các bạn một chút xíu nào cả. Bởi vì á, rất là nhiều bạn á đến với Lan nói rằng chị ơi em bôi kem trộn á, nhưng mà bôi những cái dòng đó nó thích lắm, tức là bôi nên cái da của em nó trắng hẳn lên, nó sáng hẳn lên, đi ra ngoài em đánh thêm tí son nữa da em cực đẹp luôn. Chị ơi em sử dụng kem nền á, em bôi nên nó che khuyết điểm hết, nhìn em rất là đẹp, rất là xinh. Thực tế là các bạn cũng chỉ tìm lại cái sự hạnh phúc ở phía bên ngoài của mình thôi nha. Tức là tìm cái sự hạnh phúc bằng cái lời khen của những người xung quanh, bằng lời khen nhìn cái làn da của bạn nó đẹp. Nhưng mà các bạn không hề yêu thương cơ thể của các bạn thật chút xíu nào hết á. Cái làn da của các bạn á, các bạn bôi nên các bạn chẳng có quan tâm là bạn mình đang bôi cái dòng sản phẩm gì, và mình có thực tế có muốn tốt cho cái làn da của mình hay không. Chỉ biết là bôi lên đẹp là bôi thôi, chứ không hề biết đánh giá là ở sản phẩm này có nhiều trì hay không, sản phẩm này có chất tạo hương liệu hay không, hay là sản phẩm này có tốt cho làn da thực tế của mình hay không ha. Thì hôm nay mình cũng sẽ nói luôn một feedback của một bạn luôn nhé. An kéo đến là bạn Thủy Tiên nhé. Feedback của bạn Thủy Tiên này, mình feedback luôn ra bạn chụp hình cho mình này. Bạn nói luôn này: tư vấn giúp em với ạ. Cách đây 3 năm em có xài thảo dược An trị mụn bên mình. Sau khi xài da đẹp, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây em bắt đầu bị mụn lại. Em có uống thuốc trị mụn, xài thuốc bắc tái tạo da, rồi kem trị mụn, rồi đi C3 lặn mụn nhưng vẫn không hỏi. Mặt thì chi chít thâm. Đây là feedback thực luôn nha các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là sau khi điều trị sử dụng thảo dược An thì có bị tái mụn lại hay không. Thì mình xíu nữa mình sẽ hướng dẫn luôn lý do vì sao bị tái mụn lại nhá. Thì bạn này sau khi mà bạn phản hồi là xài 3 năm ra thảo dược An da đẹp rồi á, thì bị tái mụn lại, thì bạn có làm rất là nhiều cái phương thức như các bạn ở trên, các bạn nhìn feedback thực tế của bạn á. Mình kéo xuống luôn nha. Thì sau khi bạn làm những cái thứ đó không khỏi rồi thì bắt đầu bạn quay về An này. Các bạn nhìn này, mình hỏi này, da bạn có nơn không thì bạn nói là không nhá. Rồi bạn hỏi lại giá bao nhiêu, rồi bạn hỏi luôn là có ưu đãi cho người từng sử dụng thuốc không chị ơi ha. Hai chai nhiều quá chị, chắc em mua hai thôi. Thì ok, bây giờ mình cũng training luôn nhá. Thì sau khi An điều trị da sạch mụn cho chúng ta rồi, chúng ta phải có cách chăm sóc da nhá. Bởi vì nguyên tắc á, cơ thể da là cơ thể sống, và cơ thể sống cái mụn ở trên da nó biểu hiện nhiều cái tình trạng đó. Biểu hiện thứ nhất là bạn bị stress này ha, bị stress này. Thứ hai bạn thức đêm là cũng bị nổi mụn này. Và thứ ba là nóng trong người, hoặc là gan trong nóng trong người, tức là gọi nó nóng là cho nó được gọi là dân gian thôi, chứ thực tế là do gan bên phía bên trong của bạn nó thải độc không có được, và nó thải ra cái hệ thống tuyến bá nhờn và nó gây ra mụn trên da trên mặt trong mình này. Và thứ ba nó là do uống thuốc này, uống thuốc nóng trong người thì gan nó cũng bạn thải ra nhá. Và thứ nữa là bạn bôi trang điểm sử dụng các mỹ phẩm. Thứ nhất là kem nền, kem trang điểm chắc chắn bị bít lỗ chân lông. Đối với da mụn bạn sử dụng cái loại đó, dù bạn về có tẩy trang sạch đến cỡ nào thì nó da chắc chắn cũng sẽ bị nổi mụn. Thứ hai nữa, kem chống nắng. Đối với những cái kem chống nắng mà dành cho là cái làn da mà không trôi á, thì các bạn sử dụng mình đảm bảo luôn, về một đêm sau là da bạn sẽ bị nổi 1-2 cục mụn liền.
Và thứ ba nữa là kem trộn thì mình khỏi nói luôn. Với dòng kem trộn thì đặc biệt sau khi bạn sử dụng xong, da bạn sẽ mặt, bạn sẽ chít chít mụn. Bởi vì nguyên nhân đâu, nguyên nhân nào mà tại sao bạn sử dụng những cái loại đó cũng bị mụn. Và kể cả cái những cái sữa rửa mặt mà trên thị trường, nếu như sữa rửa mặt không thuộc dạng an toàn, thứ nhất là rất là nhiều, tạo mùi thơm rất là nhiều. Mùi thơm là hóa chất đó các bạn. Khi mà tạo mùi thơm quá nhiều, hóa chất quá nhiều thì da bạn cũng bị mụn mụn nhá. Đừng có, các bạn đừng có nghĩ đơn giản là mùi thơm là thích nhá. Mùi thơm là không tự nhiên thì đừng có thích làm gì hết. Bởi vì ngay cả các bạn, mùi thơm là nó hóa chất rồi, mà hóa chất liên quan đến từ hóa chất là không hề tốt. Chất tạo bọt cũng là từ hóa chất, cũng không hề tốt luôn. Cho nên các bạn phải lưu ý, đối với khách hàng sau khi điều trị thuốc Benanan á, Anan luôn hướng dẫn là cố gắng làm sao đó để chăm sóc da hoàn toàn tự nhiên. Và bản thân Anan bây giờ cũng chăm sóc da hoàn toàn tự nhiên hết, không hề dính một tí gì về bên mỹ phẩm cả. Trừ trường hợp một số trường hợp á, thì ví dụ như các bạn đi biển á, đi nắng cần đa nắng nhiều hay gì thì các bạn với bôi kem chống nắng thôi. Còn nguyên kem chống nắng á, trên kem chống nắng nó có cái chất bám á, khi mà bạn bôi lên da bạn xuống nước nó không hề toan tan luôn, và bạn rửa mặt nó cũng không hề trôi ra khỏi da luôn. Thì bạn cứ nghĩ rằng khi mà cái đó nó bám trên da của bạn thì liệu là nó có tốt cho da của bạn hay không ha. Cái đó thì chúng ta có thể tự suy nghĩ được ha. Các bạn khi mà chăm sóc da thì các bạn nên yêu thương làn da của mình. Đừng để da bị tái mụn, hoặc là đừng có quá cầu toàn về cái vấn đề đẹp. Bởi vì đẹp bên ngoài thì mình đồng ý, bởi vì ai cũng muốn đẹp cả. Tuy nhiên khi mà chúng ta lựa chọn mỹ phẩm và dòng sử dụng á, chúng ta lưu ý sử dụng những cái loại nào an toàn tuyệt đối cho làn da, tránh tình trạng da đẹp rồi mà mình lại bị mụn lại ha, thì rất là uổng. Thì Anna, nếu như bạn nào có nhu cầu cần Anna hướng dẫn cách chăm sóc da đúng cách thì chúng ta liên hệ với Anna để được chăm sóc da đúng cách nha. Xin chào và hẹn gặp lại.